yếm lại cái con hẻm số 100 Bình Thới. Thật sự em cũng không biết xuất phát từ đâu. Cái tòa nhà cao cao hai ba cái đó, anh chị thấy không, đó là đường Lê Đại Hành đó. Nó có một cái cổng của đường Vua Hữu Thọ ở bên đó nữa đây. Thì đối với ngay vị trí này thì không thể không nhắc đến cư xá Lự Gia anh chị ha. Phía trước là chúng ta có cư xá Lự Gia rất là quen thuộc. Tháng 12 chà, việc lót ở đây nhiều nha, những cái tiệm bán vé số đấy ở đây quá trời luôn anh chị. Rồi ở đây chắc có lẽ là hẻm 100 đây, đường Bình Thới hẻm số 100. Phía trước là có một cái cột điện to lắm nè. Ôi trời ơi, xe chi nó chở mấy cái thùng nhựa mà nó quẹt xuống dưới đường á. Rồi lạc vào những cái con hẻm nhỏ xíu rồi, hy vọng là có lối ra. Quắc là quơ rồi đó. Cái này vẫn đang là 198 Bình Thới, treo cờ quá trời này, chị đội tổ Hùng Vương á. Phía dưới có vẻ có mưa. Đây, con đường bên phải là con đường Nguyễn Văn Thoại. Chúng ta đi về Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Ngày hôm nay nó có tên là Lý Thường Kiệt anh chị ha. Còn bên trái đây chúng ta sẽ nối liền với con đường Hoàng Văn Thụ là Võ Tánh Gia Định năm xưa. Đi về Lăng Cha Cả. Bên phải em ở đây là bệnh viện Vì Dân, ngày hôm nay có tên là Bệnh viện Thống Nhất. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em đang đứng trên con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Khu vực này là thuộc quận 10 anh chị. Hướng này là chúng ta đi về vòng xoay cây gọ. Trưa hôm nay bây giờ là 11 giờ ngày 23 tháng 4 rồi. Em mời anh chị đi về một cái vị trí mà em được một bác khán giả có nhờ về kiếm lại cái con hẻm số 100 Bình Thới. Thật sự em cũng không biết xuất phát từ đâu, cho nên là thôi em xuất phát từ đây. Đây là con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Phía sau lưng của em là cái chợ cá Trần Quốc Toản ngay con đường Nguyễn Tri Phương đó anh chị. Đó. Và hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Sài Gòn mình bắt đầu vào buổi trưa. Bây giờ là cái giờ tan tầm của anh chị công nhân viên đi làm về đó anh chị. 11 giờ rồi, chiều thường là nghỉ. Không phải, ngày mai mới là chiều thường là nghỉ. Còn hôm nay là ngày cuối cùng đó. Em đang chạy trên con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Xe cộ thì rất là đông đúc, kẹt xe tùm lum mà. Đi theo hướng này chúng ta sẽ đi về con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt anh chị nha. Để em tìm về cái con hẻm 100 Bình Thới cho một bác khán giả trên kênh. Mấy ngày hôm nay thì em thường đi về những cái cảnh xưa, cảnh cũ, tìm về cái nơi kỷ niệm của cô bác anh chị nhờ em chia sẻ lại đó. Thì gọi là đi thăm lại các cái điểm đó để một phần nào đó vơi bớt cái nỗi nhớ mà cô bác anh chị không thể về Sài Gòn trong cái dịp này. Thì chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày cuối tuần bình an, có nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Và đặc biệt là cùng lang thang với em trong cái clip này thăm thú Sài Gòn. Con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toản có nhiều cái kỷ niệm không thể nào quên của anh chị đây. Hàng cây bây giờ thì đâm chồi nè, bắt đầu vào mùa mưa. Những cái nhánh cây này là người ta chặt hết rồi anh chị, người ta tỉa hết cho nó ngắn lại đó, để cho mùa mưa không có bị gió thổi gãy rụng, nguy hiểm cho người đi đường. Và bây giờ sau khi cắt tỉa thì nó đang ra lại nè, nó đang ra lại cái lá non đó anh chị, trông rất là đẹp, một cái màu xanh rất là đẹp. Bình Thới, một cái vùng đất cũng không quá xa lạ với anh chị. Ở đó thì chúng ta có chợ Bình Thới nè, chợ Tân Phước nè, chợ Phú Thọ nè. Bên phải, bên trái em là kỳ đài Quang Trung, cái phố đi bộ mới của Sài Gòn mình ngày hôm nay thuộc quận 10. Em chưa một lần đi vào đó anh chị. Những cô bán mía nè, bán trái cây hai bên đường. Một cái cuộc sống trôi qua của Sài Gòn cứ một ngày như vậy, với những cái công việc lặp đi lặp lại, lắm lúc
bỏ quên đi những cái khung cảnh đẹp của Sài Gòn anh chị ha. Em đi gom nhặt những cái cảnh của Sài Gòn gửi đến anh chị. Wow, con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 này chắc tương lai cũng phải mở mang như thế nào thôi anh chị. Ngày hôm nay giờ thường hay kẹt xe lắm, đông quá mà, Sài Gòn bây giờ đông quá mà. Ngày xưa Sài Gòn thông thoáng, bây giờ Sài Gòn đông đúc rồi. Kẹt xe như thế này mà không mở mang đường thì tương lai khó lắm. Cái này là phải mở đường thôi. Còn mà em nghĩ những cái việc như là cấm xe này kia thì rất khó, phương tiện đi lại mà cấm đi vào thì cũng rất khó anh chị ha, khó cho người kinh doanh mua bán chẳng hạn. Em nghe nói mai mốt là sẽ cấm các loại xe từ bao nhiêu chỗ đó vào ở vào Sài Gòn, nhưng mà không biết có hay không, nghe đồn thôi anh chị. Ngày xưa cũng có những đợt là cấm xe máy, cấm xe máy theo ngày chặn ngày lẻ đó, như thế nào đó cũng không được, tại vì bây giờ nói chung cấm rất là khó, chỉ còn cách là mở mang đường xá rộng rãi ra thôi. Và xe bus to chắn hết đường, xe đông không anh chị, 11 giờ trưa đó người ta đi cũng nhiều quá ha. Bán dừa nước này, thốt nốt này đó, dâu tầm Đà Lạt. Đây con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt đây anh chị. Wow, bán thơm thái nè, ngon không? 45.000 1/2 kg, 45.000 đó. Thơm thái, trời nóng nóng, thơm này bỏ tủ lạnh ăn ngon lắm anh chị. À em thấy có trái đào lộn hột vậy anh chị, trái đào lộn hột đó, cái trái đó ngày xưa em hay đi chặn bò, tới giờ trưa mà nghỉ trưa đó hay đi móc mấy cái hột đào đó nướng ăn, nướng là nó xịt khói xịt dầu ra đen thui. Vui lắm anh chị, ngày xưa có nhiều cái kỷ niệm vui lắm. Ngày xưa nhà em đi làm là xung quanh đó có những cái vườn đào rất là to, hay còn gọi là vườn điều đó. Xong cái thường thường đó là trưa sẽ nướng mấy con cá khô đó anh chị, xong rồi trộn với lại cái trái điều ăn, trái đào ăn, còn cái hột thì nướng. Đây là con đường Nguyễn Văn Thoại anh chị nha, Lý Thường Kiệt ngày hôm nay. Vị trí này thì người ta làm nhôm cửa kính, rồi các cái cửa cuốn anh chị, cuốn công nghệ mới ngày hôm nay nữa, nhôm kiến các kiểu ha. Rồi, bên trái em thì tất nhiên là trường đua Phú Thọ. Ngày hôm nay đó là cái trung tâm văn hóa của quận 1 á, thể dục thể thao Phú Thọ, một lại là một cái địa điểm không thể nào quên với anh chị đó. Dòng xe bên trái em là đang chạy ra Trần Quốc Toản 3 tháng 2 mà anh chị thấy nó kẹt dài từ cái ngã tư mà tới đây còn chưa hết kẹt, anh chị thấy không? 11 giờ trưa mà xe cộ lưu thông quá trời đông thôi. Đó, bên trái đây là cái nhà thi đấu Phú Thọ rồi đây anh chị. Cái nơi ngày hôm nay diễn ra cũng nhiều cái hoạt động lắm, hội chợ rồi các cái giải tranh cử huy chương, rồi hàng giảm giá các kiểu. Em chạy nhanh một tí nha, băng qua chiếc xe này cho xe sau người ta đi. Đây em cũng xin phép được đứng lại một tí cho ly cái camera qua anh chị ngắm một xíu cái trường đua Phú Thọ ngày xưa đây anh chị. Cái tòa nhà cao cao hai ba cái đó anh chị thấy không, đó là đường Lê Đại Hành đó. Ở đó có một cái cổng của trường đua Phú Thọ ở bên đó nữa. Rồi ở ngay vị trí này thì em sẽ đi tới con đường Lữ Gia anh chị, Tô Hiến Thành
giao với nối dài với con đường Lữ Gia để em đi về đường Bình Thới anh chị. Triển lãm quốc tế nè, bên tay trái của em trường Phú Thọ đang diễn ra cái buổi triển lãm quốc tế Việt Build. Con đường Nguyễn Văn Thoại ngày hôm nay anh chị thấy có thay đổi nhiều không? Đi thẳng cái con đường Nguyễn Văn Thoại này thì chúng ta chạy về ngã tư Bảy Hiền anh chị ha, về Lăng Cha Cả luôn, trên con đường Võ Tánh Gia Định, ngày hôm nay là Hoàng Văn Thụ đó. Bên phải em ở đây có bệnh viện Trưng Vương, rồi con đường Tô Hiến Thành để chúng ta đi về Bắc Hại, về khu cách mạng tháng 8 Lê Văn Duyệt. Em sẽ quẹo bên trái nha, con đường có tên là Lữ Gia, đi về Bình Thới. Đây, thì đối với ngay vị trí này thì không thể không nhắc đến cư xá Lữ Gia anh chị ha. Phía trước là chúng ta có cư xá Lữ Gia, rất là quen thuộc. Bây giờ em sẽ quẹo trái trên con đường Lữ Gia cùng tên với khu cư xá. Trời nhiều mây, không biết chiều nay có mưa hay không. Bây giờ nắng lắm anh chị, thời tiết đang rất nắng, tầm khoảng 32 độ đó. Rồi, và trái thôi, đưa anh chị tiếp tục đi ngắm cảnh Sài Gòn. Đây là con đường Lữ Gia anh chị ha. Đó, bên phải của em là có những con hẻm, những con đường chạy vào cư xá. Con đường này những cái hàng cây người ta cũng cắt tỉa hết rồi nè. Đó, cắt tỉa hết rồi. Bây giờ nó đang đâm chồi mới, màu xanh non rất là đẹp anh chị. Wow, cái triển lãm mà ngày hôm nay rất là lớn ha. Dứa Bắc. Ở ngay con đường này thì có nhiều quán ăn quá anh chị, những quán lớn lớn không nha. Quán ăn quán nhậu lớn lớn không, chắc buổi tối thì nhộn nhịp lắm. Em chưa có một lần nào đi vào khu cư xá Lữ Gia vào ban đêm. Hôm nào thay đổi không khí một tí, đưa anh chị đi vào thăm lại khu cư xá thân quen vào buổi tối xem như thế nào. Ở quán cà phê quá trời khách luôn ha. Đây, xe bán xoài đó, khách sạn luôn anh chị. Bây giờ ngày hôm nay cái gì cũng phải nhanh, có ăn liền á. Những cái xe đi bán trái cây ngày hôm nay là người ta gọt sẵn luôn, người ta gọt cắt bỏ một bịch ni lông để sẵn muối, thế là mua là ăn thôi, tất nhiên giá nó sẽ cao hơn anh chị ha. Rồi em phía trước đây là chúng ta có con đường Nguyễn Thị Nhỏ này anh chị. Em có nghe một số của bác anh chị chia sẻ con đường Nguyễn Thị Nhỏ này là Dương Công Trừng, nhưng mà theo như em được biết cái Dương Công Trừng là nó nằm ở bên Chợ Lớn, ngay chỗ Trần Quốc Toản 3 tháng 2 quẹo vào Phạm Đình Hổ đó anh chị. Chứ ở đây thì em không biết là có phải là Dương Công Trừng hay không. Nhưng mà quẹo phải á, trên con đường Nguyễn Thị Nhỏ này nè, thì sẽ có nhà thờ Hồng đó. Còn đây khu vực này là thuộc vào quận Tân Bình rồi anh chị. Em quẹo trái xuống cái vòng xoay Lê Đại Hành với Âu Cơ với Bình Thới, tìm về con hẻm số 100 Bình Thới, và có thể là lang thang trong những con hẻm đó một tí. Mong cô bác anh chị thông cảm, với hôm nay thì em cứ đi xóm hẻm nhiều, đi chia sẻ cho anh chị những cái khung cảnh xưa mà cô bác anh chị có nhờ em đó, rồi thì đa số là nằm trong hẻm không à.
xe bẹp rồi. Cái xe bẹp chạy kiểu này là về thay luôn cái vỏ, thay cái ruột và thay luôn cái vỏ. Hai người ngồi trên chiếc xe bẹp lép. Rồi chúng ta ra tới vòng xoay Lê Đại Hành rồi đây anh chị. Ở đây là con đường Lê Đại Hành nè, con đường Âu Cơ nè, để chúng ta đi về Bà Quẹo. Rồi con đường Bình Thới nè, chúng ta đi về Lạc Long Quân. Đó, cũng như con đường Nguyễn Thị Nhỏ em đang đi đây. Rồi em bọc vòng xoay ha. Bọc vòng xoay chạy về con đường Bình Thới và tìm về con hẻm số 100. Bên phải em là con đường Âu Cơ đây anh chị. Chúng ta đi về đường Trường Chinh, ngã ba Bà Quẹo. Rồi em quẹo vào con đường Bình Thới nha. Ở đây em chia sẻ kỹ một tí những cái con đường vị trí này để anh chị dễ hình dung Bình Thới đây anh chị. Con đường Bình Thới này thì chúng ta có thể chạy tới Minh Phụng và ra cây gọ luôn. Đó. Con đường này thì em nhớ không lầm, ngày xưa trên cái bản đồ em xem thì nó không có cái con đường này. Bình Thới, khu vực người Hoa cũng nhiều anh chị, quận 11, 42 rồi. Và có chiếc xe màu tím, tím liệm tìm sim. Ở đây buôn bán cũng sầm uất của anh chị ha. Ngày hôm nay sẽ còn mình nhiều cái khu vực buôn bán sầm uất, không kể xiết. Ở đây là 66. Chà, Việt Lót ở đây nhiều nha, những cái tiệm bán vé số đấy ở đây quá trời luôn anh chị. Rồi ở đây chắc có lẽ là con hẻm 100 đây, đường Bình Thới hẻm số 100. Phía trước là có một cái cột điện to lắm nè. Ôi trời ơi, xe chi nó chở mấy cái thùng nhựa mà nó quẹt xuống dưới đường á, hết hồn luôn anh chị. Bên phải em phía trước là có quán trà sữa, gà rán, pizza. Phía trước hẻm đi vào thì có một cái nhà cũng khá là cũ rồi. Đó, chắn tôn tùm lum nè. Đi về con hẻm 100 Bình Thới. Và bây giờ thì bắt đầu em cứ đi thôi anh chị ha, cũng không biết là đi đâu. Và ở đây nhiều nhà cũ quá, có một bà bán bưởi, bưởi da xanh. Đường 100 ha. Để em coi nè. Đường 100. 100 Bình Thới nhưng mà nó là đường anh chị, chứ nó không phải là con hẻm. Bên trái em có một khu nhà này. Ôi, ôi cũ không chị này. Đó anh chị thấy chưa, cũ rít luôn ha. Người Hoa phía trước có viết mấy chữ đó, em không biết đọc. 13, 15, 11 ba gian luôn. Lâu lâu đi những cái khu vực có mấy cái nhà cũ xưa như vậy, em muốn ghi lại để lưu lại phần nào đó, cũng để anh chị nhìn lại cái kỷ niệm xưa ở đây. Biết đâu cái nhà này lại là khu vực anh chị đã từng sinh sống, khu người Hoa rồi. Về khu người Hoa thì nhà xưa cũ nhiều lắm anh chị. Đây, hẻm 100 Bình Thới. À không, đường 100 Bình Thới. Đường số 100. Cuộc sống ở đây cũng nhộn nhịp ghê. May thay nó không phải là con hẻm, nó là con đường. À, con đường này chạy tới Lạc Long Quân luôn anh chị. À, đường 100 tự nhiên em nhớ tới con đường 20 thước. Đường 20 thước hình như là ở quận 4 phải không anh chị? Quận mấy nhà em quên rồi, em nhớ em đọc được ở đâu rồi. Khu đó là có cái chợ rồi, ăn uống cũng nhộn nhịp lắm. Em vẫn đưa anh chị lang thang trên con đường 100 Bình Thới nha. Và hy vọng bác có thể xem được các clip này. Nhiều lúc cô bác anh chị cũng nhờ em chia sẻ, nhưng mà nhiều khi em sắp theo lịch nó cũng hơi lâu,
có một số cô bác anh chị đôi lúc cũng không có bấm chuông để nhận được các clip đó anh chị. Thành ra là em cũng không biết là cô bác anh chị có xem được các clip mà mình đã nhờ em quay hay không. Cho nên thường đây là ông Ích Khiêm, con đường ông Ích Khiêm có mẹ như chúng ta ra đường Âu Cơ đó anh chị. Thường là mỗi khi em quay xong á, thì em hay nhắn lại cho cô bác như thế nào đó để cô bác biết cái clip em vừa mới quay. Rồi, con đường này là con hẻm ông Ích Khiêm. Chắc là em sẽ lang thang một số những con hẻm ở khu 100 Bình Thới này. Vào mấy cái khu hẻm này nhiều khi hay đi lạc lắm anh chị. Không muốn cũng phải lạc, tại vì nó lạ quá, em chưa có biết, chưa có cái khái niệm về nó luôn. Thường á thì em hay đi đột xuất lắm anh chị. Chưa có tìm hiểu kỹ, với lại những cái tư liệu đó nó cũng thiếu lắm. Đi chủ yếu khám phá gửi đến anh chị là chính. Đây, em quẹo vào đây ha. Cũng không biết là nó đi đâu đâu. Cứ đi như vậy thôi. Có gì lạ không? Ở đây thì có một cái ngã ba, nó có hai hướng. Hướng bên phải thì có khả năng quẹo ra 100 Bình Thới, nên thôi em quẹo trái. Ta tự đi đâu? Ồ, ở đây có làm vỏ xe. Mấy cái vỏ xe này người ta cắt ra, có thể người ta làm những cái. Dạ, rồi. À, đang kẹt anh chị, ở đây có cái xe mới chở những cái vỏ về này, cái vỏ xe ô tô rất là to. Ở đây người ta chế lại những cái, người ta cắt ra, người ta tái chế đó. Ồ, cái vỏ bự không? Bị kẹt cái gì đó. Mấy cái vỏ này mà nó lăn đùng một cái là mệt lắm luôn anh chị. Hôm bữa em có coi một cái clip có một chú đang bơm cái vỏ, bơm cái bánh xe này, mà nó đổ một cái đùng, chết luôn anh chị. Bơm cũng bơm xong rồi chứ không phải là đang bơm xong rồi đang cầm cụi làm gì đó, nó nổ một cái nguy hiểm lắm. Mấy cái vỏ xe này. Em quẹo phải ha. 102 Bình Thới rồi anh chị. Bình Thới. Có thể là em sẽ quẹo ra đường Bình Thới, em đi cho hết luôn. Ở đây là 100. Chắc đi lên trên là 100 đó. Hẻm 102 đường 100 Bình Thới. Sài Gòn cuối tuần với nhiều cái hoạt động. Đây, chúng ta ra con đường 100 Bình Thới rồi đây. Em băng ngang qua con hẻm bên kia nha. Nhà cũ rất là nhiều luôn anh chị. Đó, mấy cái ngôi nhà với những cái bức tường đen thui đây. Ở đây chúng ta quẹo trái là ra đường Bình Thới tiếp tục anh chị. Đi vào những cái khu hẻm này rất là lạ luôn, lạ quá là quơ khu sống hẻm Bình Thới luôn anh chị. Chú đang tắm mèo, mấy con mèo con nó kêu meo meo, nghe đã quá anh chị, dịu dàng. Trời nóng như thế này tắm chó tắm mèo tụi nó thích lắm á. Không biết cái hẻm này có đi chú hẻm cuộc hay không, chứ em thấy tình hình có vẻ rất là tình hình.
đi vào đâu đây. Ở trong hẻm người ta vẫn bán buôn ăn uống quá trời ghê luôn anh chị nè. Rồi lạc vào những cái con hẻm nhỏ xíu rồi, hy vọng là có lối ra quắc lại quơ rồi đó. Cái này vẫn đang là 198 Bình Thới, treo cờ quá trời nè chị, đội tổ Hùng Vương á. Rồi bây giờ em sẽ đi ra thôi, tìm cách ra đường Bình Thới đi, đưa anh chị đi ngồi ở trong những con hẻm này chóng mặt quá. Rồi đây Bình Thới đây, em quẹo phải tiếp anh chị nha, đi hết con đường Bình Thới luôn coi nó như thế nào. Phía trước đây như là con đường Minh Phụng nè anh chị, quẹo trái là anh chị đi ra cây gõ đó, đi đường Bình Tiên. Đâu không biết có phải Bình Phụng hay không. Ông Bích Khiêm xin lỗi anh chị, ông Bích Khiêm bên phải chúng ta đi về chắc về Lạc Long Quân. Bên trái chúng ta đi về Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Em vẫn đi Bình Thới, đi trên con đường Bình Thới. Trời nắng và ở đây buôn bán cũng nhộn nhịp ghê anh chị. Có những con đường đi vào toàn đá không, mấy cái khu nhà kho xí nghiệp ngày xưa. Đây bên trái em ở đây mới là con đường Minh Phụng nè anh chị. Minh Phụng trái anh chị về cây gọn ha. Rồi chúng ta đi một tí xíu nữa thì ra Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thì đi chung với Âu Cơ là đúng rồi anh chị. 50 con lên rừng, 50 con xuống biển, trăm trứng nở trăm con luôn. Rồi chúng ta đi sắp tới Lạc Long Quân rồi đó anh chị. Khu này nói chung lạ quá, em cũng không có biết cái gì nhiều về mấy khu này, lâu lâu đi khám phá những cái vị trí này như vậy. Rồi chúng ta sẽ tới Lạc Long Quân. Lạc Long Quân mà bên trái đây anh chị quẹo là tới khu xóm đất anh chị nha. Còn em quẹo phải chúng ta đi ra đường Âu Cơ. Sắm đất hoặc là vào chợ Bình Thới. Đó có cái đám mây to đó, không biết là đang nắng như vậy có mưa hay không. Con đường cây phượng, mùa hè hoa phượng nở lá phượng rơi, nhớ về những cái tuổi thơ học trò anh chị. Và phía trước đây thì chúng ta tới con đường Ông Bích Khiêm giao với Lạc Long Quân, có lẽ là như thế. Bánh mì, bún thịt nướng, ngày hôm nay Sài Gòn mình những cái xe
bán hàng rong như vậy rất nhiều anh chị ha, nhiều lắm. Đó, trái cây, ướp đá ha. Trời nắng như thế này mà mua trái cây ướp đá ăn thì còn gì bằng anh chị. Bên trái em ở đây là đầm sen. Đó, cộng vào của đầm sen. Con đường phía trước bên phải ông Bích Kim, bên trái là đi con đường Hòa Bình lên tới ngã tư 4 xã luôn anh chị. Em băng thẳng đi về Âu Cơ nha anh chị nha. Rồi em đứng đợi đèn đỏ một chút xíu. Vị trí này là cái bùng binh khu vực đầm sen ngày hôm nay nó thay đổi nhiều lắm, đặc biệt là những cái khu vực như Trịnh Đình Thảo, kênh Tân Hóa, Trịnh Đình Trọng, ngày hôm nay người ta xây nhà rồi làm đường khang trang lắm anh chị. Bên phải đối với con đường Ông Bích Khiêm này, anh chị sẽ đi về Trần Quốc Toản 3 tháng 2, đi con đường Lạnh Binh Thăng. Còn đi thẳng hướng Lạc Long Quân này thì chúng ta sẽ về khu Bảy Hiền luôn anh chị ha. Phạm Hồng Thái, Cách mạng tháng 8 hôm nay đó, và con đường Trường Chinh. Mấy hôm nay nói nhiều quá như là nó cũng bị ảnh hưởng anh chị. Cái cổ nó hơi ê ê lắm, lúc nói không nổi luôn á. Trời nắng nắng như thế này đi một hồi nói không nổi. Em đang chạy trên con đường Lạc Long Quân anh chị ha, hướng về ngã tư Bảy Hiền, con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt ngày hôm nay. Trời thì có vẻ nắng gắt, khoảng 30 mấy độ, 32, 33 độ rồi. Em không coi chính xác, nhưng mà đi nhiều á, đi nhiều thì em cũng ướm ướm được cái nhiệt độ ngoài trời. 33, 32 độ C thì nó cũng tầm khoảng 90, 91 độ F thì phải, cũng cỡ đó đó. Coi đi chia sẻ đường phố như vậy, trời nắng cũng nhiều anh chị, nên là lắm lúc mà em cũng quen quen dần, cũng nắm được một cái khoảng khoảng nào đó, tuy nó không có chính xác. Bên tay trái của em là chúng ta có chung cư Lạc Long Quân, một cái chung cư cũng cũ lắm, ngày xưa em có ghé vào một lần. Và những cái kho xí nghiệp rất là lớn luôn. Chúng ta tiếp tục lang thang trên con đường Lạc Long Quân. Em sẽ đưa anh chị sẵn tiện hôm nay đi ngắm cái con đường này luôn. Nhà cửa hai bên thì cũng toàn là cao tầng không anh chị. Chắc là nó thay đổi rất là nhiều, nó không như ngày xưa nữa. Đây có một cô đẩy cái xe đi mua ve chai và cô để dưới đường rồi cô đi đâu mất tiêu luôn rồi. Một ngày cuối tuần của cô bác anh chị như thế nào ha? Ngày mai sẽ là một cái buổi sáng thư thái của Sài Gòn. Có thể ngủ dậy trễ này, uống cà phê nè, nghe nhạc nè, ngắm cảnh phố xá. Một ngày hết sức là thư thái anh chị ha. Đối với Sài Gòn mình là như vậy. Bây giờ ra đường anh chị rất là dễ bắt gặp những cái xe ba bánh nhỏ của các má đẩy đi lượm ve chai như vậy anh chị. Chủ yếu các má là đi lượm là chính, đẩy như vậy đi lượm mua ít lắm anh chị. Những cô, những chị trẻ hơn á, thì thường ta đi mua, có chút tiền đi mua. Còn những người lớn tuổi như các má đây, các bác đây thì thường là đi lượm là chính. Sài Gòn mình ngày hôm nay nếu mà buổi đêm anh chị đi ra đường khoảng 9-10 giờ ghé về những cái cây cầu đó anh chị, trời ơi, rất là đông người vô gia cư. Vô gia cư chắc là phải để trong ngoặc kép. Tại vì tất nhiên cũng không thể nào tránh được cái tình trạng là một số người đó, người ta cũng
hơi là lợi dụng vào cái vấn đề đó để ta nhận các cái phần quà, nhưng mà thôi, làm từ thiện mà anh chị cũng khó để mà phân định cái chuyện đó, chủ yếu là cái tâm này. Đấy, cho nên là nếu mà anh chị cứ ra đường vào cái giấc đó thì những cái khu vực như cầu á, các cái chân cầu nhiều lắm, trên cầu cũng có nữa. Rất may là Sài Gòn mình ngày hôm nay cũng có nhiều đoàn từ thiện lắm anh chị, người ta tổ chức phát quà, phần nào đó giúp đỡ những người nghèo một tí. Ở đây là con đường Âu Cơ đây anh chị. Bên tay trái chúng ta đi về ngã ba Bà Quẹo, bên phải thì chúng ta sẽ đi Âu Cơ này xuống vòng xoay Lê Đại Hành. Lúc đầu mà em chạy bắt đầu con đường Bình Thới đó. Rồi em băng ngang qua ha. Hướng này thì chúng ta sẽ đi lên Hoàng Văn Thụ, là con đường võ tánh năm xưa đó anh chị, thuộc Gia Định. Cũng như là bên hông của cái con đường này thì có chợ Tân Bình, cho nên là sắp tới phía trên này anh chị sẽ nhìn thấy rất là nhiều nhà người ta bán quần áo dọc theo cái con đường này, quần áo. Quần áo các kiểu ha, nón bảo hiểm. Con đường này thì không biết là anh chị có những cái kỷ niệm nào về khu vực này hay không. Đường này xấu anh chị, lợm chợm, ổ gà ổ voi không. Bây giờ có những cái đám mây to che lại bớt mặt trời rồi, bớt nắng rồi. Tổ đình Giác Lâm bên mé tay phải, bên mé tay trái của em anh chị. Tổ đình Giác Lâm. Đi ngắm cảnh phố xá Sài Gòn cũng vui lắm, lúc có nhiều cái điều khá là thú vị luôn anh chị. Trái em ở đây có thêm một vị trí nữa, tổ đình chùa Giác Lâm rồi. Tổ đình chùa Giác Lâm rất rộng anh chị, từ bên này qua bên kia luôn, quá trời rộng. Những cái cột điện ngày hôm nay thì nó làm luôn một cái nhiệm vụ là treo các cái băng rôn và quảng cáo, rồi bán đất bán nhà cho thuê phòng trọ. Cục điện ngày hôm nay nó nặng lắm anh chị, nhiều khi dán quá nó gãy chứ không có gì hết trơn. Dán nhiều quá nó nặng quá nó gãy, nó gãy xong cái mới lòi ra đúc bằng tre đồ này nọ. Tất cả là do bị dán nhiều tờ rơi thôi, gọi chung như vậy anh chị, tờ rơi. Tất cả là do dán nhiều tờ rơi quảng cáo quá mà nó gãy chứ không có gì hết trơn. Ở đây một cái khu giống như khu nông cơ vậy đó anh chị. Người ta bán rất là nhiều cái motor, rồi máy phát điện đồ này nọ, sửa chữa các cái loại khoang, máy mài, máy cắt. Đó, bán luôn cả cái vật liệu xây dựng, thiết bị nội ngoại thất trên cái đoạn này. Xin phép anh chị, đoạn này em nói ngưng lại một tí nha, ngưng nói lại một tí nha. Anh chị ngắm cảnh với em, nói sơ sơ thôi. Cái cổ hình như là nó bị hơi bị lấn cấn à. Ở đây là chúng ta sắp tới Bảy Hiền rồi đó anh chị.
cả cái đám mây không biết là có mưa hay không. Giữa trưa này mà mưa là cũng mệt lắm anh chị. Bà con mình đang lưu thông đi công chuyện nhiều lắm. Trời mưa này thì mát nhưng mà cũng có nhiều cái khó khăn, đặc biệt là những cô, những bác đi bán hàng rong như vậy này đó. Cái này là bán hàng rong về bún riêu, anh chị thấy không? Bún riêu. Bún riêu, canh bún, rồi bún thịt nướng, bánh mì thịt nướng, một số món mà người ta hay đẩy xe đi bán. Chú đi bán vé số nè anh chị. Cuộc sống khó khăn thì cái gì cũng phải làm thôi. Đó, đường Đồng Hồ. Có phải quẹo bên phải qua là qua chợ Tân Bình đó anh chị. Đây đường Phú gì đây, để em coi. Phú Hòa. Đó, một số con đường bên chợ Tân Bình chạy qua đây. Đoạn này là chúng ta chuẩn bị lên tới ngã tư Bảy Hiền rồi, bán quần áo nè. Hôm nay coi như em đi cũng gần như là hết cái đoạn đường Lạc Long Quân. Phía trước là ra ngã tư Bảy Hiền, nối với cái mũi tàu con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt đó anh chị. Thường hay bị kẹt xe lắm, tại vì cái đoạn này xe tải đi rất là nhiều, họ chở hàng nè, gần gần bên chợ Tân Bình nè. Rồi con đường Lạc Long Quân này nó cũng thường đi vào những cái khu xí nghiệp, kho bãi, nên là đó giờ kẹt xe nè, bíp còi tùm lum. Phía trước đây là Lê Minh Xuân, đồ áo nè, những người ta đi lấy về người ta bán. Cuối tuần như vậy thì bán quần áo cũng được lắm anh chị, lấy mẫu mới về để bán cho nó đa dạng hàng hóa. Trời ơi, xe cộ tùm lum hết ha. Gần chợ Tân Bình, bên phải là chợ Tân Bình rồi đó anh chị. Nó bán quần áo nhiều không? Nguyên cái khu vực này bán quần áo quá trời luôn. Rồi nhà cửa ở đây cũng toàn là nhà cũ xưa không. Và cái banner nó che hết rồi, mặt tiền không có nhìn thấy nữa. Đây con đường Tân Thọ. Rồi chúng ta còn một đoạn nữa thôi là chúng ta nối tiếp với con đường Hoàng Văn Thụ, năm xưa là con đường Võ Tánh Gia Định rồi anh chị. Và trên con đường Võ Tánh này thì có trường quốc gia Nghĩa Tự và khu nghĩa trang của quân đội Pháp, rất là lớn năm xưa. Rồi đi sửa máy cái motor đó. Rồi em xin phép được đưa anh chị ra tới cái mũi tàu con đường Nguyễn Văn Thoại và Lạc Long Quân này, đi tới ngã tư Bảy Hiền ngay bệnh viện Vì Dân đó anh chị. Rồi chắc em xin phép được kết thúc cái clip. Rất là xin lỗi cô bác anh chị, hôm nay cái cổ của em nó không có được tốt lắm. Này, bây giờ nói nhiều khi không có ra hơi nữa rồi. Hơi bị lấn cấn cái cổ một chút xíu. Phía dưới có vẻ có mưa. Đây, con đường bên phải là con đường Nguyễn Văn Thoại. Chúng ta đi về Trần Quốc Toản 3 tháng 2. Ngày hôm nay nó có tên là Lý Thường Kiệt anh chị ha. Còn bên trái đây chúng ta sẽ nối liền với con đường Hoàng Văn Thụ là Võ Tánh Gia Định năm xưa, đi về Lăng Cha Cạ. Bên phải em ở đây là bệnh viện Vì Dân, ngày hôm nay có tên là Bệnh viện Thống Nhất. Và ngay cái ngã tư phía trước chúng ta có tuyến metro số 2, với những cái mặt tiền nhà đã được đập mỏ đi, khoáng rộng để phục vụ cho cái tuyến metro. Thì ngay vị trí này em cũng xin được kết thúc các clip. Chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc và có những cái giây phút vui vẻ xem cái clip này, và cũng thành thật xin lỗi
cô bác anh chị là hôm nay cái giọng của em nó không có được khỏe lắm ha, hơi có vấn đề. Em về nghỉ ngơi, uống nước nhiều, bổ sung một chút xíu cái vitamin. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Con đường cắt ngang bên phải là Lê Văn Việt Cách mạng tháng 8, bên trái là Trường Chinh, không phải, Cách mạng tháng 8 và Trường Chinh này thì có tên là Phạm Văn Thái năm xưa. Đây, bên phải là bệnh viện Bì Dân. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn. Bye bye.